bạn ơi, ship hàng đến rồi, chúng ta hãy gặp cậu ấy thôi. Vâng, xin chào các bạn, tớ mang pizza đến đây. Wow, xin chào bạn. Các bạn hãy nhìn xem bánh pizza ngon như thế nào dành cho các bạn. Đây, dành cho bạn. Còn vẫn còn một shipper nữa. Nhưng mà bé hơn rồi. Thôi được rồi, tớ sẽ lấy nhá. Sao lại nó bé như thế này? Ôi, bây giờ bạn hãy nhìn lên trên đi, còn một người nữa cơ. Đấy, có pizza nữa đây này. Ôi, cẩn thận nhé, không nó rơi ngay vào người rồi. Chào mừng các bạn đến với thử thách to vừa nhỏ. Wow, thật là một thùng bỏng ngô khổng lồ của Britney có. Ồ, có nhiều bỏng ngô đến mức mà có thể ăn cả đời mà không hết luôn ý. Còn Julie thì có một cái xô siêu nhỏ, thực sự không may mắn rồi. Có mỗi một miếng bỏng ngô. Julie, cậu nghĩ là cậu sẽ ăn nó như nào chưa? Bây giờ, nghĩ đi. À, tớ có một ý tưởng tuyệt vời này rồi. Tớ sẽ dùng cái chùm gelatin này và tớ sẽ làm nó thành một cái kích thước tiêu chuẩn. Bắt đầu thôi. Wow, trời ạ, tuyệt vời quá. Nhưng mà tớ muốn to hơn nữa cơ. Cái gì? Chẳng lẽ là tớ lại quay về đúng cái người này sao? Thôi được rồi, tớ sẽ phải ăn nó thôi. Đấy, thế là hết rồi. Rất là ngon nhưng rất là nhanh. Bây giờ đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, cảm ơn nhá. Bỏng ngô tớ rất là vừa. Cái này rất là ngon. Tớ muốn ăn thêm và thêm nữa. Không thể nào mà dừng lại được. Wow, trời ạ, tớ đã làm rất nhanh. Britney, cậu có thể ăn bỏng ngô được rồi đấy. Tớ sao? Hoàn hồ, tớ đang rất là đói đây này. Ôi, bây giờ thì tớ sẽ thử nó hết đây. Các bạn ơi, tớ vui quá. Trời ơi, có bao nhiêu là bỏng ngô này. Ôi, và tớ cũng sẽ ăn rất là nhiều. Cái gì? Hết rồi sao? Tớ phải có bên trong chứ. À, thế được rồi, ở dưới này vẫn còn rất là nhiều. Wow, lần này các bạn có mì này. Phần của Mia nhỏ xíu, còn Britney thì có phần vừa. Vậy thì Julie thì có một phần mì khổng lồ đang chờ đợi đây này. Và tớ rất chúc mừng. Thôi được rồi, tớ vẫn sẽ ăn nó thôi. Nhưng mà cái đôi đũa này quá to rồi. Tớ nghĩ là tớ biết lấy một đôi đũa nhỏ hơn đâu rồi. Julie, cậu có thể cho tớ mượn cái đôi đũa nhỏ tí của cậu được không? Không sao. Thôi được rồi, nếu mà có tiền thì sao? Ôi, cái này cho tớ sao? Vâng, đây, cầm lấy đi. Tớ biết ngay là có thể lấy được mà. Thôi, cái đống này cũng cho cậu đấy. Ôi, tiền! Đấy, bây giờ thì tớ có thể ăn được rồi. Vâng, thế là tớ gắp được rồi nhá. Ôi, vâng, trời ạ, cái này quá ngon. Britney, bây giờ đấy là tớ đấy. Tớ rất vui. Ôi, nhưng mà cái đôi đũa này quá to rồi, tớ không hợp đâu. Trời ạ, tớ không biết là gắp nó lên như thế nào luôn ý. Trời ạ, cái này dành cho người khổng lồ sao? Thôi đủ rồi đấy, tớ sẽ không dùng cái này nữa. Ôi, lạnh thế. Julie, cậu đừng chạm vào cái váy đắt tiền của tớ được không? Đấy, tớ sẽ dùng một cái đũa và ăn hết. Đấy, thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Ôi, xem nào. Ôi, các bạn ơi, trời ạ, cái này ngon thật đấy. Cái này là mì ngon nhất mà tớ được ăn. Ôi, trời ạ, món này ngon thực sự luôn ý. Tớ đã ăn hết rồi. Julie, bây giờ đấy là cậu. Yeah, hoan hô, đấy là tớ rồi. Ôi, nhưng mà bốc tay thì hơi vô duyên quá nhá. Thôi được rồi, có sao đâu, có ai cầm đâu mà. Trời ạ, thật là đáng sợ. Ôi, các bạn ơi, ăn bằng tay còn ngon hơn cơ. Ý, cẩn thận chứ. Nhầm. Ôi, trời ơi, sao tớ lại ở đây nhờ. Wow, tớ chưa bao giờ nhìn thấy những chiếc bánh rán nhỏ như vậy. Ôi, Britney, tớ mất được phần của cậu thì vui quá. Wow, trời ạ, người yêu của tớ. Thôi, tớ chỉ may mắn hơn các bạn thôi mà. Bây giờ đến lượt các bạn rồi đấy. Thôi được rồi, kẻ bé như thế này còn hơn là không có gì. Thôi, thế là xong rồi. Bây giờ thì đấy là tớ nhá. Bây giờ tớ sẽ ăn nó. Ôi trời ạ, bánh của tớ. Tớ bắt được rồi đấy. Ê, cậu đang làm gì vậy? Đây là bánh của tớ mà, trả đây.
Ôi, cậu đã cắn được mất nửa rồi. Thôi được rồi, tớ vẫn sẽ ăn bởi vì nó vẫn rất là ngon. Ôi, thật là mềm mại và ngọt ngào. Mia, cậu chờ cái gì vậy? Ăn đi. Thôi được rồi, bây giờ thì tớ sẽ ăn nó như một quý cô thực sự. Tớ sẽ bắt đầu từ trang trí nhá. Rất là ngon đấy chứ. Còn bây giờ thì thử một miếng bánh xem nào. Wow, cái này thực sự là rất ngon luôn ý. Ôi, các bạn giục tớ sao? Không cần phải làm điều đó đâu. Tớ đang rất là thưởng thức, vì vậy đi ra đi. Hay, nào chúng ta chơi Uno nhá. Tớ sẽ thắng thôi. Ôi, tớ xinh quá. Lêu 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 lêu. Ôi, trời ạ, tớ ngủ rồi sao? Julie, cậu đang trêu tớ khi tớ ngủ sao? Nhìn kìa, chẳng lẽ chúng ta chờ được đến rồi sao? Mia đã ăn đến miếng cuối cùng. Ôi, cái này quá là ngon luôn, tớ thấy rất là vui. Nào các bạn ơi, tớ nghĩ là chúng ta cuối cùng có thể đi tiếp được rồi. Cái gì, một gói Pringles nhỏ tí này sao? Cái này có phải đúng không? Còn của tớ thì phần vừa. Còn tớ thì có phần to nhất này. Ê, đừng có nhìn vào phần của tớ, cậu hãy ăn phần của cậu đi. Thôi được rồi. Ôi trời, các bạn có thể nhìn thấy rằng mà cái của tớ bé tí luôn ý. Không nhìn thấy rõ luôn. Nhưng rất là ngon. Tớ sẽ ăn thêm. Đây, tớ xong rồi. Ê, cậu có thể cẩn thận hơn được không? Này, lấy đi, xin lỗi nhá. Và nhân tiện là cậu có thể tiếp tục được rồi đấy. À, đúng rồi. Tớ sẽ ăn bim bim của tớ. Cái này ngon quá. Wow, trời ạ, cái này ngon thật đấy. Tớ thấy tớ cần phải ăn hết tất cả mọi thứ luôn ý. Vậy là tớ có thể bắt đầu làm tiếp rồi. Bây giờ tớ sẽ dùng cái này rất là bé. Hãy nhìn xem. Bây giờ thì tớ sẽ làm cái này. Úp, thế là bắt được rồi. Các bạn thấy không, tớ làm tuyệt vời quá. Hay quá. Còn phần cuối cùng thì tớ sẽ ăn luôn như thế này. Đấy, ngon quá. Cho tớ xin một miếng. Ê, cái gì nữa, cậu đi ra đi. Tớ sẽ ăn hết một mình. Wow, trời ạ, tớ may mắn quá. Nào nào, để xem nhá. Oh wow, trời ạ, bim bim của tớ. Tớ rất là muốn ăn. Nào, thật là tuyệt vời khi tớ có một phần rất là to. Các bạn ơi, các bạn hãy ghen tị đi. Tớ sẽ không chia sẻ với các bạn đâu. Nói lần cuối đi nhá, tớ tự ăn hết. Ôi, tớ rất là thích chúng. Pringles ngon quá. Xong rồi, bây giờ thì tớ phải bỏ những cái này. Ôi, những mảnh vụn này bằng bim bim của tớ rồi. Ôi, xin lỗi nhá, tớ không muốn lâu. Thôi được rồi, để xem bên trong còn những cái gì không nhá. Ai, trời ơi, như tớ ngã. Ôi, trời ạ, Britney, có vẻ như là cậu làm hơi quá rồi.